Bây giờ thì mình cái thứ hai muốn cái tin vui trước khi chúng tôi đi vào cái vấn đề cộng đồng. Đó là Xuân Việt Kiều năm nay cho tới ngày 20 tháng 23 đó. Thì qua tháng 10 âm lịch 12 đó. Tức là hôm thứ hai đó là số người Việt Kiều về nguyên cảng Tân Sơn Nhất không 4.000 người. 4.000 người một ngày. Đấy. Đấy, quý vị thấy rằng là số người về ở Việt Nam về là như thế nào. Và ngày hôm thứ Tư mùng 7 tháng 2, tức là ngày 22, thì buổi sáng thì Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đón bằng đại biểu kiều bào. Chúng tôi thấy ông Đức Đầu Bạc ở bên Huy Tân. Rồi có rất nhiều anh em cũ nhà và mọi người đều xôn xao đâu có Nguyễn Phương Hùng. Dạ, rất tiếc là chúng tôi tại vì không có chương trình tháng 3 cả nhà chúng tôi không thể đi được. Nhưng mà đó, buổi tối lần đầu tiên tôi rất tiếc là không về kỳ này. Là bởi vì sao? Là cái chương trình á đã được tổ chức rất là hoành tráng. Chưa bao giờ quý vị có thể vào KBC Hải Ngoại, có thể vào VTV, quý vị nhìn thấy cái chương trình văn nghệ. Và trong cả một cái hội trường rộng người như vậy, cái số người ngồi phải ít nhất là 10.000 người. Phải 10.000 người. Tại vì đây chỉ có sân khấu Mỹ Đình mới có thể chứa được như vậy. Những năm trước thì làm ở chỗ tượng đài Lý Thái Tổ là tại vì nó cỡ khoảng chừng 1.000 người tối đa. Nhưng bây giờ số người về quá đông. Và lần đầu tiên Chủ tịch Trần Đại Quang đã lên phát biểu. Thứ trưởng Vũ Hồng Nam là thứ trưởng của Bộ Ngoại giao thì ông là kiêm chủ nhiệm của Ủy ban người Việt về người Việt Nam ở nước ngoài, là người mở đầu bài diễn văn. Nhưng mà trong đó thì ông giới thiệu quan khách thì có ông Bộ trưởng Phạm Bình Minh trên đại khái. Nhưng mà chương trình rất là hay và chủ đề là cái là Việt Nam hướng về tương lai. Đấy là cái quý vị thấy rằng là cái chữ tương lai là mình thấy rằng cái APEC 2017 đã xác nhận cái vị trí của Việt Nam và bây giờ thì chúng ta đã bước lên cái thềm đó rồi và chúng ta bước lên từng bậc để chúng ta đi tới vào năm 2018 này bảo đảm những sự thành công. Đấy. Thì đó là xin được trình bày. Thế, một qua phần 3 điều 7 chuyện 9 cái linh tinh mời bác Cường. Bác Cường gửi lên đầu tiên là Nguyễn Văn Khanh có một lời thư từ biệt sau hơn 20 năm ở RFA. Thưa cái chương trình RFA thì tôi có nghe thấy